bắn hàng này giải trí mọi người, hàng chào chảo đường này không có gì chứ có hàng chào chảo luôn. Bây giờ biết mà sâu ca phải bị bắn xẻ luôn, anh em biết cái đoạn đường này nó thế nào đấy. Con ếch rất là to nha mọi người. Con ếch này bắt cá nướng luôn. Nó dở gì kìa. Chết. Ếch đồng. Xiên mua lưng. Mệt chứ chưa. Xiên mua lưng nha mọi người. Bây giờ là sinh tồn luôn. Sinh tồn giống con ếch màu. Trước tiên là mình thấy hộp quẹt ra. Cái hộp quẹt này bới nghèo. Nè xe của anh Ba Báo nè mọi người. Anh Báo lắm. Vậy mình đua là mình đốt cái này luôn. Mình gom tá này. Nướng nó luôn. Rồi xong, có mồi tiếp, mồi tiếp. Con gắn mối mọi người, đang đói mà. Sinh tồn mà. Xong. Chảy một giò mà chị con gái vẫn chạy kìa. Để luôn. Sinh tồn. Đốt lửa lên. Nướng con này luôn. Bắn cho đuổi luôn. Nướng ếch luôn. Nè. Nó nhảy xuống với hạ sông nè. Nó nhảy xong tự sát anh thấy vậy lụm nó lên. Cho về Tây Thiên luôn. Ừ nhóc luôn. Nó dở nhảy nè. Tao lên Tây Thiên luôn. Sẵn thời gian chờ đợi. Bóng cho đã rồi mới lùi giống kiếm gì?
Dạ, bắn nó bay đá mới lụi được kiếm. Cái hộp quẹt này xong rồi. Tắm quỷ. Sinh tồn với ngá này luôn. Ngay đầu. Há đỉnh dữ trời. Rồi đặt luôn rồi. Không nhóc ớt không? Chứ con mà đăng mọi người. Ừ thì Hiếu vô. Có idol của Hiếu nữa nè. Đâu rồi? Bây giờ săn ếch mọi người. Gì? Có gì ăn đó chứ đòi hỏi gì ba? Hai bắn ếch chúng lặn luôn rồi. Thứ bảy tuần này nè, bữa nay thứ ba rồi. Sáng vô đi. Ừ chứ chưa vô không được đó, tại vì chơi giấc chiều. Ừ. Ừ thì ở đây anh đang kiếm chim gom đặn tới đó làm tiệc luôn nè. Ít thôi nghe, đừng đem nhiều có ổn. Nướng ếch mọi người. Rồi có gì tới thứ bảy rồi vô điện anh. Sinh tồn. Chín nha mọi người. Thấy đậu lên rồi. Bị việc hả? Sinh tồn. Có màu vậy nè, màu bia, màu nhóc. Muối. Ăn không lưng? Đảm lưng. Hôm nay ở chợ đồ thích mồi lên đồ rốt cuộc đồ đi nhắc đi về cái chục con. Trời cái đồ này hồi xưa đi đỉnh lắm. Ừ, chín mùa. Làm gì cho mệt. Con nó dài dữ vậy. Ngon. Ừ. Đủ đồng đội vô. Có con này nè, nhen nữa nè. Mà bé. Đồ hú cỡ này nè. Thấy không? Không. Đúng mồi á nè. Đội mở nè. Ghê chưa. Con đất. Bữa thứ mấy tới bữa thứ mấy? Dạ. Đỉnh. Ngon quá mừng. Rồi vô đi.